Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau ở clip thứ ba này với nội dung đó là làm gì để các bạn có thể tăng tính thuyết phục khi tranh luận bằng tư duy phản biện. Như lúc nãy cô Nguyên có chia sẻ với các bạn rằng nếu tư duy là nội dung thì ngôn ngữ nó là hình thức biểu đạt của tư duy. Hôm nay cô Nguyên đặt cho các bạn một câu hỏi nào đó liên quan đến chủ đề của chúng ta và chúng ta nghĩ trong đầu nhưng làm gì để cô Win có thể biết được những điều các bạn nghĩ trong đầu? Các bạn phải chọn ngôn ngữ. Và có thể các bạn đang chọn ngôn ngữ nói là cái con đường và cái phương tiện để chuyển các cái thông điệp của các bạn tới cô. Vậy thì trong quá trình chúng ta thực hành tư duy phản biện, một trong những con đường mà chúng ta cần thực hành rất là nhiều đó là chúng ta tranh luận bằng tư duy phản biện. Tranh luận nha, không phải cãi nhau. Vậy thì tranh luận bằng tư duy phản biện À, một trong những cái mục tiêu mà chúng ta cần phải lưu ý đó là chúng ta phải cố gắng làm sao à, để gia tăng các cái tính thuyết phục khi chúng ta tranh luận bằng tư duy phản biện. Các cái yếu tố mà chúng ta cần phải có khi chúng ta thực hành à, tranh luận bằng tư duy phản biện, thứ nhất các bạn cần phải để ý một cái yếu tố đầu tiên như sau, bạn phải là người à, có được các cái kiến thức tích lũy về các cái vấn đề cần phản biện. Ví dụ Hôm nay bạn muốn phản biện về âm nhạc. Bạn phải tích lũy các kiến thức về âm nhạc. Hôm nay bạn muốn phản biện về một vấn đề ẩm thực, không thể nào chúng ta mang một con số 0 về kiến thức ẩm thực để chúng ta đi tranh luận, lúc đó rất là khó. Hôm nay bạn cần trao đổi về một vấn đề nuôi dạy con cái hoặc vấn đề nào đó liên quan đến giáo dục. Chúng ta cần phải tìm hiểu các kiến thức, các thông tin liên quan đến các cái vấn đề mà chúng ta muốn bảo vệ. Vậy thì cái yếu tố mà chúng ta tích lũy vấn đề cần được phản biện nó vô cùng quan trọng. Hơn thế nữa, chúng ta sẽ thấy nhiều bạn cứ cho rằng cứ đến trường, cứ đến nơi nào đó mà chúng ta diễn ra cái việc dạy và học thì lúc đó kiến thức mới được tích lũy. Thì các bạn hiểu như vậy cũng không phải là sai, ừ, nhưng mà chúng ta chưa bao hàm được hết tất cả các con đường chúng ta tiếp nhận kiến thức. Trường học nó chỉ là một cần và các cái cân còn lại ví dụ như cuộc sống như internet trên báo chí ở tạp chí các cái bài nghiên cứu khoa học hoặc thậm chí là khi mình nói chuyện với ai đó thì kiến thức của chúng ta cũng thông qua các cái kênh như vậy để có thể được tích lũy ngày một nhiều cho các cái kiến thức về các cái vấn đề mà chúng ta cần phản biện và chúng ta cũng không cần nhồi nhét quá nhiều các cái kiến thức trong một thời gian ngắn kiến thức đó là cái việc mà chúng ta cứ tích lũy dần dần, dần, dần à, tích tiểu thành đại và khi mà chúng ta có đủ được cái dung lượng kiến thức về một cái vấn đề nào đó chúng ta cần tranh luận, cần phản biện thì chắc chắn là cái con đường mà các bạn thực hành phản biện để gia tăng cái tính thuyết phục nó sẽ cao hơn rất nhiều lần so với việc chúng ta không có kiến thức. Cái thứ hai nữa, ngoài cái việc kiến thức rồi thì các bạn sẽ thấy khả năng lập luận khả năng tổ chức nội dung và cái khả năng phán đoán, tranh luận và hùng biện của mỗi người là khác nhau. Có những người ngồi làm bài, ngồi đánh máy hoặc soạn một cái gì đó trên máy tính hoặc là làm cái gì đó trên máy móc trên giấy tờ vô cùng giỏi luôn, tư duy vô cùng tốt luôn. Nhưng mà khi yêu cầu họ nói những điều đó trước một đám đông hoặc khi yêu cầu họ nói lại bằng ngôn ngữ nói về những gì mà họ đang làm thì họ lại không có được điều này. À, chúng ta sẽ thấy là trong quá trình chúng ta tranh luận bằng tư duy phản biện, thì cái việc chúng ta tự tin và chúng ta không bị khớp tâm lý và chúng ta trau dồi khả năng lập luận, nó cũng là một trong những cái yếu tố cần để chúng ta có thể có được cái tranh luận bằng tư duy phản biện một cách tích cực. Song song đó thì chúng ta sẽ thấy là trong mỗi người mà cần cái khả năng mà thuyết phục bằng tư duy phản biện đó thì trong họ luôn luôn có sự thôi thúc khám phá và nghiên cứu cũng như là trong người đó luôn có những cái tinh thần trách nhiệm và những cái sự tôn trọng các vấn đề nhằm đưa ra các cái giải pháp tốt hơn và cũng là cơ sở để phát triển tư duy phản biện. Cô đã từng nói là chấp nhận ý kiến ai đó cùng chiều với mình thì là quá dễ dàng, nhưng vui vẻ với cả người có cả cái ý kiến mà nó ngược chiều với mình hoàn toàn thì có lẽ không phải ai cũng làm được phải không ạ à? thế nên tất cả những điều này về mặt lý thuyết thì nó không có gì khó nó chỉ là một gạch đầu dòng hai gạch đầu dòng nhưng một ngày nào đó chúng ta trải nghiệm khi nói chuyện với một người trái chiều quan điểm các bạn sẽ thấy được rằng chuyện đó không phải là dễ dàng giống như lý thuyết mô tả đâu ạ à, mà cần rất nhiều sự thực hành cần rất nhiều sự ghi nhận của chúng ta và cần rất nhiều nhận thức của chúng ta liên quan đến việc đó là gia tăng các cái yếu tố tranh luận bằng tư duy phản biện. Hơn thế nữa chúng ta cũng sẽ thấy rằng môi trường bên ngoài như là giáo dục, rồi chính trị, văn hóa xã hội, các cái sự nhạy cảm của các vấn đề đưa ra cũng giúp cho chúng ta sẽ hình thành lên cái việc tranh luận bằng tư duy phản biện một cách thuyết phục hay không đó là những cái yếu tố mà chúng ta sẽ thấy là nó ảnh hưởng rất là nhiều trong quá trình mà chúng ta thuyết phục ai đó khi chúng ta tranh luận bằng tư duy phạm biện. Một trong những nguyên tắc tranh luận mà chúng ta cần phải lưu ý đó là tôn trọng ý kiến người khác. Tôn trọng ý kiến người khác như sau. Chúng ta cần phải đặt mình vào trong vị trí của người khác. Đặt mình vào trong hoàn cảnh người khác để chúng ta trả lời các câu hỏi đó là vì sao họ lại nói như vậy vì sao họ lại nghĩ như vậy và vì sao họ có phản ứng như vậy đôi khi trong trường hợp như họ liệu chăng mình có phản ứng như họ hay không việc đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác để làm mình dễ hiểu hơn dễ tha thứ hơn dễ thông cảm hơn và hơn thế nữa chúng ta cũng dễ hình thành cái việc đó là tôn trọng ý kiến người khác người ta khác chiều quan điểm của mình nhưng chưa chắc người ta sai thế nên khi chúng ta tiếp nhận một điều gì đó thay vì bực tức thay vì khó chịu chúng ta sẽ đặt cho mình câu hỏi liệu chăng chúng ta đã hiểu hết về người đó hay chưa liệu chăng chúng ta đã đặt mình vào trong hoàn cảnh của người ta để nghĩ cho người đó nghĩ cho các cái phản ứng của người đó hay chưa thì khi mà chúng ta làm được các bước như thế này thì chắc chắn các bạn cũng sẽ thấy con đường của chúng ta À, tập dượt cũng như là thực hành tư duy phản biện đã đang và sẽ tốt trong một cái tương lai lai like không xa đâu ạ. À, hơn thế nữa trong nguyên tắc tranh luận thì các bạn cũng nhớ đó là nguyên tắc tranh luận cần phải bằng cái sự tích cực nhất của chúng ta. Tích cực là sao? Chúng ta ngoài cái việc chúng ta không có công kích, không có những cái từ ngữ có tính mạt sát, có tính đe dọa, có tính coi thường trong quá trình mà chúng ta thực hành phản biện bằng tư duy phản biện thì chúng ta cũng cần lưu ý rằng tranh luận tích cực nó cho chúng ta một cái cảm nhận một cái bầu không khí trong một cái sự gọi là trái chiều Đó. tích cực mà trong sự trái chiều nghe nó có vẻ nó hơi dội dội đúng không ạ nhưng thực ra Uh, khi tham gia một cái tranh luận nào đó mà các bạn thấy là họ có cái tư duy phản biện, các bạn sẽ thấy mặc dù tranh luận sôi nổi nhưng sự nóng giận không hề có trong đó. Sự công kích không hề có trong đó và thậm chí là một số nơi là cứ tranh luận đến một lúc cao độ là sẽ có đập bàn đập ghế, có khó chịu, bỏ ra thế này thế kia thì thực ra chúng ta sẽ thấy là có chứ không phải không. Nhưng nơi nào có tư duy phản biện thì nơi đó những cái điều đó nó rất là hạn chế và khi mà chúng ta tranh luận bằng tư duy phản biện thì chúng ta cũng cần lưu ý đó là cái việc mà sử dụng những cái số liệu những cái dẫn chứng thực tế để minh họa nó vô cùng cần thiết như ngày hôm nay cô nguyên nói về chủ đề xâm hại tình dục chẳng hạn đi để có thể gia tăng cái mức độ tập trung chú ý của người nghe liên quan đến uh, xâm hại tình dục trẻ em thì cô nguyên có thể sử dụng số liệu như sau đó là cô sẽ sử dụng số liệu của nghiên cứu của unicef chỉ ra rằng à, trên 90% những ca bị xâm hại tình dục thì lại rơi vào người thân và người quen của đứa trẻ hoặc gia đình đứa trẻ. Thì tự nhiên là một số người nghe như vậy, người ta lại nói rất trời đất ơi, vậy là hồi nào đến giờ mình toàn dạy con mình, dạy cháu mình, dạy những đứa trẻ xung quanh mình là đề phòng và quản lý như thế nào với người lạ. Còn mình rất ít khi mình dạy con mình hoặc là cháu mình, hoặc những người đứa trẻ xung quanh mình phải làm thế nào đối với những người thân và người quen khi có những cái hành động, khi có những cái lời nói, hoặc khi có những cái cự chỉ mà nó có tính quấy rối, có tính xâm hại. cho họ cũng có thể thấy được là cái số liệu này thức tỉnh cái cảm xúc trong họ. À, và sau đó cô Nguyên vẫn có thể sử dụng thêm một cái con số, đó là UNICEF cũng đã nghiên cứu là trước khi tới 18 tuổi, cứ 6 bé trai thì sẽ có một bé bị xâm hại hoặc làm dùng tình dục còn cứ bốn bé gái thì sẽ có một thì đây là cũng một con số nó đáng là báo động thì cái việc mà chúng ta sử dụng số liệu chúng ta sử dụng các cái dẫn chứng thực tế để minh họa cho các cái nội dung mình tranh luận nó sẽ giúp cho chúng ta gia tăng sự tập trung chú ý của người nghe và chúng ta cũng có thể nhờ số liệu và các cái dẫn chứng này để khơi dậy cái cảm xúc của người nghe nhưng chỗ này các bạn cũng cần lưu ý là không phải khi nào chúng ta cũng sẽ sử dụng số liệu và không phải nội dung nào chúng ta cũng cần phải sử dụng các cái dẫn chứng thực tế quá nhiều mà chúng ta cần phải coi trong suốt một nội dung mà chúng ta cần phải tranh luận bằng tư duy phản biện thì những cái nội dung nào, những cái đoạn nào, những cái thời gian nào chúng ta sẽ sử dụng số liệu. Và hơn thế nữa khi mà chúng ta tranh luận bằng tư duy phản biện thì cái việc mà kiểm soát cảm xúc vô cùng quan trọng nóng giận nó có thể diễn ra bực mình nó có thể diễn ra nhưng mà trên hết chúng ta cần phải nắm chắc một điều rằng nóng giận bực mình khó chịu không thể nào chúng ta thể hiện một cách quá đáng trong một cái khoảng thời gian đang diễn ra tranh luận bằng tư duy phạm biệt Bởi vì chúng ta đã nói với nhau ngay từ đầu đó là tôn trọng ý kiến ngay cả khi ý kiến người khác trái chiều cơ mà rồi đặt mình vào trong, hoàn cảnh của người khác khi chúng ta tiếp nhận một vấn đề gì đó thế nên việc kiểm soát cảm xúc là vô cùng quan trọng trong cái việc mà chúng ta cần phải có trong quá trình mà chúng ta thực hành tranh luận bằng tư duy phạm biện vậy thì chúng ta sẽ có hai phương pháp để chúng ta có thể đưa ra cái quan điểm cái góc nhìn của mình để thuyết phục khi tranh luận đó là diễn dịch và quy nạp diễn dịch là sao đó là chúng ta đưa ra lập luận và sau đó chúng ta sẽ giải thích các nguyên nhân tại sao quay về cái việc là nên cấm hay không? Sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ học. Thì nếu như cô sử dụng cái phương pháp diễn dịch thì cô sẽ đưa ra lập luận như sau. Theo quan điểm của tôi là không nên cấm sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ học. Vì sao tôi nói không nên cấm sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ học? Tôi muốn anh chị và các bạn lắng nghe năm lý do chính như sau. Một là, hai là, ba là, bốn là và cuối cùng là thì đây là cách diễn dịch cũng như vậy cách thứ hai sẽ là cách quy nạp đó là giải thích các nguyên nhân lý lẽ trước rồi sau đó mới đưa ra lập luận thì cô sẽ nói rằng là trước khi tôi đưa ra quan điểm của mình liên quan đến việc sử dụng điện thoại của sinh viên trong giờ học tôi muốn anh chị và các bạn lắng nghe năm lý do chính như sau một là hai là ba là bốn là cuối cùng là rồi sau đó cô mới nói trên tất cả năm lý do như vậy thì tôi thấy việc không nên cấm sử dụng trong à, việc không nên cấm sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ học là một cái điều cần làm thì cái đó là cái mà chúng ta sẽ thấy là đang đi theo hướng quy nạp và một cái phần mà để gia tăng cái tính thuyết phục của một người trong quá trình tranh luận thì các bạn sẽ thấy cái tính thuyết phục này nó sẽ có những cái tiêu chí rất là rõ ràng để đánh giá một cái người đó có cái tính thuyết phục trong khi tranh luận hay không. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy là người đó sẽ đạt được đến sự rõ ràng, sự đúng đắn và có chiều sâu trong quá trình mà người ta tranh luận bằng tư duy phản biện. Sự rõ ràng này nó thể hiện đó là người đó có thể cho các cái ví dụ về các cái vấn đề mà họ đang bảo vệ hay không? Người đó có thể là tìm ra được các cái minh họa mà cho điều họ đang muốn nói hay không? Rồi làm sao chúng ta có thể kiểm tra được tất cả những cái điều như vậy? Và làm sao chúng ta có cái nguồn để tìm hiểu là những cái điều người đó vừa nói là đúng đắn. Và uh, chiều sâu nó thể hiện đó là cái vấn đề mà người đó muốn bảo vệ á, là những cái nhân chứng đó và những cái nhân tố đó sẽ khiến các cái điều này nó có thể trở thành một vấn đề dễ hay là một cái vấn đề khó hay không. Và những cái khó khăn, những cái rủi ro, những cái nào đó mà chúng ta có thể gặp phải trong tương lai gần hoặc chúng ta có thể phải đối diện và xử lý nó hay không thì đây là những cái tiêu chí đầu tiên để đánh giá một người có khả năng thuyết phục trong quá trình tranh luận bằng tư duy phạm biện hay không. Hơn thế nữa, ngoài ba yếu tố như cô phân tích thì chúng ta sẽ thấy à, chiều rộng, tính logic và sự công bằng cũng là những cái tiêu chí mà nằm trong các cái thang đo để đánh giá tính thuyết phục của một người. Thứ nhất là chúng ta sẽ xem là họ À, có cần xem xét các cái góc nhìn nào hay không trong quá trình mà họ phản biện mà người đó có được cái việc là nhìn cái góc nhìn có tính đa chiều rồi người đó có tìm cái vấn đề ở nhiều cái cách giải quyết khác nhau thì rõ ràng đây là một trong những cái thang đo liên quan đến tính chiều rộng và chúng ta sẽ thấy vô cùng được thuyết phục khi mà họ trả lời được tất cả những câu hỏi trong chúng ta như thế này. Rồi chúng ta cũng sẽ thấy là trong khi họ lập luận thì họ có đảm bảo được cái mức độ công bằng là các cái thông tin họ tìm kiếm có được trình bày một cách trung thực hay không, các cái nguồn tìm kiếm của họ có được công nhận hay không. Bây giờ cô Nguyên nói là giống như bạn tìm một cái nội dung nào để viết một bài luận của các bạn nhưng các bạn lại để ở trong cái mục mà tài liệu tham khảo á, là cái nội dung này em tìm kiếm trên kênh 14.vn Cái mục này em tìm kiếm ở trong cái nội dung đó là Sài Gòn Dân Thì các bạn sẽ thấy trời đất ơi Một cái nội dung khoa học mà lại được tìm kiếm trên kênh 14.vn Rồi một nội dung khoa học mà lại được tìm kiếm trên Sài Gòn Dân Thì các bạn sẽ thấy là... Ừ, nó có nó có khách quan hay không, nó có logic hay không, thì cái này là cái mà chúng ta sẽ thấy là à, cũng sẽ là một cái thang đo về tính thuyết phục của chúng ta rất là nhiều. Và hiện nay thì các bạn sinh viên khi mà nghe cô chia sẻ clip này, thì các bạn sẽ đến từ rất nhiều ngành khác nhau và mỗi ngành của chúng ta sẽ có một cái à, cái cách trích nguồn cũng giống như là một cái cách công bố về khoa học thì các bạn sẽ được các thầy cô hướng dẫn thêm để làm sao uh, gia tăng các cái tiêu chí các cái minh chứng của chúng ta trung thực là một cái thứ hai đó là có tính uh, xác minh rất là cao và cái thứ ba nữa là nó công tâm và nó logic nội dung của các bạn khi mà trình bày một vấn đề nào đó cần phải được trích nguồn một cách rõ ràng và phù hợp À, giống như trên Facebook đúng không ạ? Nhiều khi mình thấy cái bài thơ của bạn mình hay thì mình muốn share về tường, mình xin phép bạn mình, sau khi bạn mình đồng ý rồi, mình share cái bài thơ đó thì mình cũng ghi tác giả gốc là ai là như vậy đó. Thì trong khoa học cũng như vậy, nó sẽ có trích nguồn cái nội dung mình đang viết của ai đó. Thì trong quá trình các bạn học thì cũng sẽ có những cái phần mềm quét về đạo văn để kiểm tra cái tính trung thực, để kiểm tra các cái nguồn gốc của các bạn về các cái nội dung khoa học mà các bạn làm thì quay trở lại với vấn đề đó là giả sử nếu được đứng trước mọi người và trình bày cái quan điểm của các bạn về cái chủ đề là nhà trường có nên cấm sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ học hay không thì các bạn sẽ lập luận như thế nào thì cô cũng đề nghị các bạn là sẽ hình thành một nhóm khoảng 4 người và sau đó các bạn sẽ áp dụng các cái kỹ thuật tranh luận bằng tư duy phản biện để có thể thực hành phản biện chéo và chúng ta sẽ góp ý cho nhau để có được cái con đường thực hiện các cái kỹ năng về tư duy phản biện, các cái nội dung phản biện bằng tư duy phản biện một cách tốt nhất. Và để làm được điều này thì các bạn cũng nên à, tập dượt qua cái việc xây dựng nội dung và sau đó chúng ta cũng tìm kiếm các cái vấn đề dựa trên 6 chiếc mũ chư tư duy, vượt trên 4 cái giai đoạn giải quyết vấn đề bằng tư duy phản biện để có được cái thực hành phản biện này một cách tốt nhất các bạn nhé. À, và trước khi mà dừng các cái nội dung liên quan đến kỹ năng ở đợt này thì cô vẫn muốn các bạn lắng nghe một câu à, của một tác giả thôi đó là đừng chỉ trích ý kiến của ai chỉ vì nó khác với quan điểm của bạn có thể là cả hai đều sai đây là một câu cô cảm thấy rất là thú vị khi tìm hiểu về các cái thông tin cũng như các nội dung liên quan đến chủ đề đợt này và cũng mong là sau khi mà các bạn học xong cái kỹ năng tư duy phản biện này, các bạn cũng được cung cấp thêm những cái kiến thức và cũng được cung cấp thêm các cái kỹ năng để có thể thực hành tất cả những điều này trong học tập cũng như là trong cuộc sống của các bạn. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi cùng cô xuyên suốt ba clip vừa qua và hẹn gặp lại các bạn trong những cái hoạt động sắp tới của văn phòng tham vấn kết hợp với phòng công tác sinh viên các bạn nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.